Cái đầu lên ăn kìa, đứa hậu lên ăn nè, nó có cách chơi lên rồi kìa. Trời ơi, coi coi. Con muốn gì? Trời ơi, gặp nó mê nước nữa mọi ơi. Mấy con này chắc mấy con nhỏ trong này ba ha. Nè, bò bơi bơi nè. Mấy con lớn nó ăn ở dưới không à, nó không dám lên. Trời, cóc kêu nữa chứ. Trời, nó lên, cái trê lên quá trời kìa. Giống mấy thằng đi câu lưới 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 lư chùm á ba. À, lên ăn đã không? Ừ. Mọi em không có vụ bằng mấy con này rồi. Rồi nãy nó anh bắt vài con bỏ vô anh thả anh câu thử coi nó có chịu ăn không. Nó lên trên đây hết rồi, nó đâu có xuống dưới đó đâu mà. Vậy thì mình thả cái mồi lên trên. Ừ. Mình thả cho đó đi. Cái gì không? Dính rồi kìa. Cái gì không? Nó lại bị đớp rồi liền luôn. Trời ơi, bên này cá to kìa em. Cá to kìa. Rồi rồi bên này bây giờ nó cũng lên quá trời kìa. Mỗi lần nhiều lại lên à. Mẹ bắt cá về cho mèo của cậu Út ăn. Bắt về làm cái lẩu ăn cũng ngon. Hai tụi nó ăn hết. Này về làm lẩu làm gì nước mắm nữa chấm ngọt cá đi. Mẹ có cá nè, con mẹ có cá nè. Cá bự á. Cá hồ này mà cá vậy là quá ít ông ba làm sao mà để thêm chi phí đó ông ơi. Con cá bự quá chừng luôn. Quá chừng luôn. Ăn hết ăn ghiền luôn rút, kìa. Rút nước ở trong khe nó dày đặc cái. Không, thưa lắm, ông đừng có nói vậy ông ơi. Cá nuôi là không phải giống cái vợt, con vợt còn được luôn á, mới là được. Không có đó mẹ phải cho ăn thức ăn nhiều lắm mẹ. Ừ, thì cái đó phải ăn cho ăn nhiều. Cái đó thì ăn không xỉu luôn mẹ ơi. Trời ơi, cứ đậu nành nó dục xuống cái gì đâu mà. Trên nhà mấy con gà cũng xuống sao. Anh thấy ở bên hồ, ở bên Malai không? Lấy vợt vợt là được luôn. Ừ, vợt là vợt là nuôi là mới được. À, để mẹ qua với con, để mẹ qua với con nha. Rồi, để mẹ qua với con.